Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con các bạn. Mẹ con, mẹ xin con đực 3B. Đó, mẹ này các bạn thấy không? Chân móng hoàn thiện các bạn. Đó, chân móng hoàn thiện rúng yếm. Rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Đó, cậy đuôi nè các bạn thấy không? Qua đen khui nha các bạn. Con này cao 1m32 bò các bạn. Bà mẹ cao 1m32 bò. Rúng yếm nè, nghiêm chỉnh nè các bạn. Lưng thẳng băng các bạn, đúng yếm nghiêm chỉnh, lưng thẳng băng, cao 1m32 bò, mẹ mới ba rau răng nha các bạn, dẫn đực 3B các bạn, dẫn đực 3B bông, à, đực 3B bông này tầm mét bò các bạn, à, xương cối, 3B bông này là xương cối các bạn, à, lưng đôi xương cối, à, đầu to, đòn dài sọc luôn. Các bạn không? À, 3B này được 3 tháng các bạn. Được 3 tháng bà mẹ bơm qua một con nước tầm 21 ngày các bạn. À, qua được một con nước. Các bạn thấy không? Bà con rất là mát sữa nha, ú mề. Rúng yếm nghiêm chỉnh hết các bạn. Bà mẹ rúng yếm nghiêm chỉnh. À, bà mẹ bơm qua một con nước các bạn, bơm 3B qua một con nước nha. Giá 49 triệu các bạn, giá 49 triệu bộ mẹ con này các bạn. À, con ú mề luôn các bạn. Con ú mề luôn. 3B bông ú mề luôn các bạn. Xương cối luôn, đầu to xương cối đòn dày sọc các bạn. À, anh em mà bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chú bò mình comment bên dưới màn hình video nha các bạn. À, xương cối nha. Các bạn thấy không, 3B bông cái đòn đã các bạn. Mới đẻ có 3 tháng rất là mát sữa các bạn, đít muối luôn. À, con mẹ qua nè các bạn không. Qua đen khui à, đuôi dài phết đất luôn. Chân móng sò hoàn thiện luôn các bạn. Cao 1m32 bò. Đỏ ao, không lan, không đốm, không giá nha các bạn. À, nó mà mình quay nó ham con các bạn. À, các bạn thấy không, qua đen khui. Đỏ ao, cao 1m32 bò các bạn. Bò này con mát sữa, mẹ mát sữa con ú mề các bạn. Vú nè, vú mớm nè các bạn thấy không. Bốn vú nè, bốn vú đều luôn các bạn thấy không. Rúng yếm rồi, nghiêm chỉnh chân móng hoàn thiện các bạn. Bò mẹ cao 1m32 bò các bạn thấy không. Đỏ ao, chân móng sò, vẫn đực 3B các bạn. Đực 3B được 3 tháng các bạn thấy không. Ú mề qua đen khui. Cái rúng các bạn không, rúng vú rồi mình quay cận cảnh kỹ cho anh em xem luôn các bạn. Yếm nè, yếm dày nha các bạn. Là cái lưng các bạn không, 3B cái lưng đít muối lưng bằng nghiến. 3B bông đít muối lưng bằng nghiến các bạn. 49 triệu bộ mẹ con này nha các bạn. Đó, con mẹ này mát sữa ghê các bạn, rất là mát sữa nha. Đó, bò mẹ ba rau răng các bạn. Mới lưới nhì ba rau răng nha các bạn. Mới lưới nhì ba rau răng. Bơm qua một con nước, bơm 3B nha các bạn, qua một con nước nha. Cao 1m32 bò. Bò con cao mét bò, bò mẹ cao 1m32 bò, giá 49 triệu. Bò mẹ là sái đúng toàn diện nha các bạn, quyền bò từ đầu tới đuôi nha. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại chú bò mình comment bên dưới màn hình video các bạn. Thấy con các bạn, ú mát sữa ú mề. Mẹ cũng vậy các bạn, mẹ đỏ ao, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Mình quay cận cảnh từ chi tiết cho các bạn xem cho nó kỹ nha các bạn. À, con các bạn không, đít mình ngắn ngắn. Mẹ tốt răng con tốt các bạn. Con xương cối luôn các bạn thấy không. 3B bông xương cối. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và mình xin được báo giá lại bộ mẹ con này. Thì chủ báo giá là 49 triệu nha các bạn. Bà mẹ bơm qua một con nước. Bơm 3B qua một con nước. Bà mẹ cao 1m32 bò. Ba rau răng, lưới nhì. Dẫn 3B được 3 tháng tuổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.